Về Thanh Hóa nghe nhé. Đây ghép bộ này trước khi đồng gói cho bác ở Thanh Hóa nhé. Bác lựa chọn của bác là cặp loa Kenwood 9.200, giá hơn 14 đồng. Cùng con âm ly Kenwood, con âm ly Sansui, ba con 9DG. Âm ly này là âm ly có giải mã, hàng hết số của Sansui nhé. Quay cho anh em. 9.200. Cặp này vừa về. Thật ra bác này là bác ấy cũng quan tâm, nhưng mà cặp trước là bác mua hụt. Hậu đây rất đẹp nha. Điện thì đương nhiên là điện 100 rồi. Đây là cắm giải mã nhé bác nhé. Vừa rồi là có cắm giải mã đây, giải mã này. Còn đây là cắm chân iPad này, là analog này. Đấy, còn đây là loa này. Đấy. Chiếc này rất là đẹp. Điện 100 nhé. Đều là điện 100V hết nhé. Đấy. Tiếng thì rất là hay. Tầm tiền thì vừa phải. Chiếc này bao tiền nhá, chiếc âm ly? 28 triệu cả bộ các bác nhé, là quá tốt. Bây giờ cái này mà chuyển giải mã nhé, rất là dễ này, chuyển này, ấn này. Bây giờ mình dùng giải mã từ con này. Các bác nghe cổng quang ấy, cảm giác nó sẽ sạch sạch hơn chút, cảm nhận là nó sẽ sạch sẽ hơn chút. Родное имя Натали звучит загадочно и грустно. Nhạc này thì em không cảm bật nhiều bởi vì nó bản quyền rất là ghê. Chỉ cần lên khóa khi 5 giây, 7 giây, có những cái bài hot 5 giây, 7 giây là khóa clip này. Đây là chuyển sang analog các bạn nhé. Sống trong tôi thơ này thay câu và trái nó phải. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn. Bác nhớ phải để cái này ở chỗ ộp nhá, nhớ đấy. Offline thì chỉnh âm sắc này. Chưa cha hiểu quá hay luôn. Mười năm hao giấy viết mòn bàn tay. Bộ này thì được cả hình cả tiếng luôn. Hình bộ này các bác bày. Theo em thì nếu mà nhà bác mà bày trần được thì đẹp. Đây, căng đây. Đẩy căng vào nó như này. Riêng với đôi này thì em khuyên các bác nên bày trần, bởi vì cấu hình của nó đẹp. Để nhìn nó khoe hết loa, nhìn đẹp. 1, 2, 3, 7, 3, 5, 8 loa. Một cộng hưởng 5 loa direct, 5 loa thật. Bảy quá bề thế cao hơn mét. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nha.